Nấm Rơm, gọi anh gấp có chuyện gì không vậy? Anh tới đúng lúc lắm. Em đang chuẩn bị phóng tên lửa mini nè. Wow. Anh sắp được chứng kiến một bước tiến vĩ đại của khoa học luôn đó. Wow, hoành tráng dữ vậy ta. Đâu, phóng lên cho anh mở mang tầm mắt coi. Anh Quý Bình, tránh ra, tên lửa sắp phóng lên rồi. Wow, Nấm Rơm, nó bay lên thiệt rồi kìa. Thức trắng của tôi. Máu. Nấm Rơm, em bị sao vậy? Em bị chảy máu cam hả? Rồi xỉu luôn rồi hả? Trời ơi, bây giờ làm sao? Trời ơi, thiệt tình Nấm Rơm ơi là Nấm Rơm. Anh ơi, sao Nấm Rơm xỉu vậy? À, đúng rồi, Nấm Kim. Kim hả? Em không chích thuốc đâu. Đau lắm. Trời ơi, thiệt tình đã xỉu rồi mà còn sợ đau nữa. Nấm Kim Châm, đỡ Nấm Rơm lên đi. Đúng rồi, đưa Nấm Rơm qua nhà đó tôi khỏe với anh nha. Biết ngay sẽ có chuyện mà. Đặt Nấm Rơm xuống đây nào. Ồ, mà sao đó tôi khỏe biết là có chuyện hay vậy? Hôm nay á, Đốc Tơ Khỏe nghe nói á là bạn Nấm Rơm đi phóng thử tên lửa. Đốc Tơ Khỏe lo sẽ có chuyện xảy ra nên kêu em ra xem sao á. Không ngờ là có chuyện thiệt. Chắc mấy ngày nay Nấm Rơm thức đêm nhiều, lẽ ăn đồ nóng nên bị chảy máu cam đó mà. Vậy mình có cách nào giúp cho Nấm Rơm hết chảy máu cam không đó Tơ Khỏe? Có em nhà anh Quý Bình, em giúp được Nấm Rơm đó. Đúng rồi, trị chảy máu cam thì nhờ Nấm Kim Châm là đúng bài rồi đó Quý Bình. Con không muốn bị kim châm đâu Đốc Tơ Khỏe, con sợ đau lắm. Nấm Rơm, em hiểu lầm rồi. Nhờ Nấm Kim Châm giúp cho em hết chảy máu cam chứ có phải tiêm chích gì đâu mà sợ. Vậy thì được. Nhưng mà sao Nấm Kim Châm có thể giúp hết chảy máu cam vậy đó Tôi Khỏe? Để em nói cho mà nghe. Em vốn chứa nhiều kẽm, kali, protein, lipid, còn chứa nhiều loại vitamin như là B1, B2, C, E, PP và các acid amin cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là có nhiều lysine. Chà, Nấm Kim Châm lợi hại vậy ta. Nhưng mà các chất đó giúp ích như thế nào cho sức khỏe vậy? Nó giúp Nấm Kim Châm tạo ra hỏa táo, hay còn gọi là nhiệt khí, nên rất thích hợp làm thức ăn trị liệu. À, vậy bây giờ đó tôi khỏe định nấu món gì để ăn cho hết chảy máu cam nè? Để trị chảy máu cam, mỗi lần dùng Nấm Kim Châm chừng 1 lạng, nấu canh với cá hoặc thịt, ăn với cơm. Cứ 1 tuần nên ăn khoảng 2 lần sẽ có hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa chảy máu cam. Chà, nghe đó tôi khỏe nói mà nghe kiến nó bò trong bụng rồi nè. Nhưng mà đó tôi khỏe ơi, ăn Nấm Kim Châm nhiều quá có sao không? Mọi người nhớ là người có tỳ vị hư nhược, chậm tiêu thì không nên sử dụng Nấm Kim Châm nha. Ngoài ra thì các chuyên gia khuyên là nên sử dụng nấm ngay sau khi mua. Và chú ý là nấm cần được nấu chín, tránh việc ăn những món nấm còn tái, chưa chín kỹ nha anh Mỹ Bình. Rồi, anh biết rồi. Anh và quý vị khán giả sẽ lưu ý những điều em và Đốc Tơ Khỏe vừa chia sẻ, được chưa? Đốc Tơ Khỏe ơi, con đói bụng quá à. Con muốn ăn canh nấu kim châm nè. Vậy mời Quý Bình vào nhà ăn cơm với ta luôn nha. Chà, đã vậy. Cảm ơn Đốc Tơ Khỏe trước nha. Khoan, đợi Quý Bình chút xíu. Đến đây thì Quý Bình xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả để Quý Bình đi thưởng thức món canh đặc biệt của Đốc Tơ Khỏe đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau nha.